Kim Min Jong, quý ông độc thân đắt giá nhất nhì KBIS chạy trốn hôn nhân. Mới đây tham gia một chương trình phát sóng, Kim Min Jong bị các đồng nghiệp nam đặt câu hỏi. Kim Min Jong đẹp trai, hát hay, lại là giám đốc của một công ty lớn, tại sao đến giờ vẫn chưa kết hôn? Nam diễn viên khiến mọi người ồ lên ngạc nhiên khi tiết lộ, anh từng có một lần suýt lấy vợ. Anh nói, thật ra đã có một lần tôi định kết hôn, nhưng rồi chính tôi đã bỏ lỡ nó. Khi đồng nghiệp hỏi sao anh lại chia tay, Kim Min Jong đáp, lý do cũng giống như lý do các cậu từng bỏ vợ đó, khiến mọi người bật cười. Nhóm bạn trong đó có cả người đã ly hôn đùa nhau, rốt cuộc không biết ai đáng thương. Một trong những mối tình khó quên nhất đó chính là 6 năm hẹn hò của Kim Min Jong và Á hậu Hàn Quốc Lee Seung-yeon. Mặc dù Lee Seung-yeon hơn Kim Min Jong 5 tuổi, nhưng cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc và từng là cặp đôi được ủng hộ nhất làng giải trí Hàn Quốc. Lee Seung-yeon cũng là cô gái đầu tiên Kim Min Jong thừa nhận chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm của cả hai ngỡ sẽ có một cái kết hạnh phúc, nhưng sau 6 năm bên nhau, Kim Min Jong và Lee Seung-yeon quyết định chia tay. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ít ai biết rằng Kim Min Jong và Song Hye-kyo, vợ cũ của Song Joong-ki, từng có một đoạn tình cảm khi cùng nhau tham gia bộ phim Thiên Thần Hộ Mệnh. Theo nhiều nguồn tin cho biết, Kim Min Jong đã rơi vào lưới tình khi cùng đóng phim với Song Hye-kyo. Thời điểm đóng Thiên Thần Hộ Mệnh, Kim Min Jong vừa trải qua cuộc tình đau khổ với đàn chị Á hậu Hàn Quốc 1992 Lee Seung-yeon. Chính Song Hye-kyo là người giúp anh vượt qua những đau khổ của chuyện tình quá khứ. Sự xuất hiện của Song Hye-kyo đã làm lành những tổn thương mà Kim Min Jong đang phải chịu đựng. Chính vì thế, hai người đến với nhau một cách hoàn toàn tự nhiên. Bản thân Kim Min Jong cũng công khai thể hiện tình cảm với Song Hye-kyo và khẳng định, tôi muốn bảo vệ cho Song Hye-kyo cả cuộc đời. Đáp lại sự nhiệt thành của Kim Min Jong, Song Hye-kyo lựa chọn im lặng. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết, cả hai thực sự đã hẹn hò bí mật một thời gian, nhưng gặp sự phản đối của gia đình nên đành chia tay sau nhiều tiếc nuối. Mặc dù chia tay nhưng Song Hye-kyo vẫn là người phụ nữ mà Kim Min Jong thật sự trân trọng. Sau này dù hai người không còn bên nhau nhưng Kim Min Jong vẫn dành những lời có cánh và âm thầm bảo vệ Song Hye-kyo. Những năm gần đây, anh không hẹn hò, chủ yếu tập trung vào công việc đóng phim và quản lý công ty giải trí. Trong một chương trình năm 2019, Kim Min Jong từng cho biết không sẵn sàng cho vai trò người chồng, người cha. Tôi không tự tin lắm với việc nuôi dạy con cái, tôi không biết liệu mình có thể chăm sóc con hay không. Kim Min Jong năm nay tuổi 49, anh hiện được đánh giá là quý ông độc thân đắt giá nhất nhì KBIS. Trong khi nhiều người bạn đã lập gia đình sinh con, Kim Min Jong vẫn một mình, cuộc sống kín tiếng. Vài năm gần đây, anh bỏ rượu, bỏ thuốc, lối sống lành mạnh, càng lành mạnh. Tài tử từng tiết lộ lý do bỏ thuốc trong một show năm 2018. Bố tôi uống rượu và hút thuốc rất nhiều, ông mất vì ung thư phổi ở tuổi 72. Sau cái chết của ông, tôi nghĩ mình nên đối tốt với bản thân khi còn đang sống. So với nhiều nghệ sĩ cùng thời, Kim Min Jong được đánh giá là nghệ sĩ có sự nghiệp thành công. Nhiều năm qua đi, nam diễn viên vẫn giữ được phong độ mỗi khi trở lại. Kim Min Jong từng tiết lộ, cuộc đời anh sự nghiệp thì vô cùng may mắn, nhưng có vẻ như đường đời không mấy thuận lợi. Điều cay đắng nhất đó là anh bị chính người bạn thân cho mình một cái tát vô cùng đau đớn. Nguyên nhân là do người bạn này đã lừa toàn bộ số tiền mà anh dành dụm trong suốt 25 năm trong làng giải trí. Tôi đã có cho mình một bài học quý. Khi người ta rủ tôi đầu tư, tôi cũng thử một lần đầu tư và tôi đã bị lừa mất trắng. Thậm chí còn bị tịch thu tài sản. Người ta bảo tôi ký, thế là tôi ký. Nào ngờ. Kim Min Jong trả lòng. Anh cho biết mọi người khuyên anh nên kiện đòi lại tiền. Nhưng ngẫm lại, dẫu sao họ cũng từng là người thân thiết với mình. Bị dồn vào đường cùng mới lừa mình nên nam diễn viên không truy cứu. Anh cho biết anh mất trắng có thể làm lại. Nhưng nếu kiện người kia họ sẽ vào đường cùng. Sau nhiều năm vật lộn trong làng giải trí, Kim Min Jong hiện tại đang là giám đốc của SMCNC thuộc SM Entertainment, công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Ngoài ra, nam diễn viên cũng nắm khá nhiều cổ phần tại công ty mẹ SM, có quyền ngang ngửa giám đốc ở SM cho dù không trực tiếp điều hành. Trong sự nghiệp, Kim Min Jong tạo dấu ấn với nhiều phim tên tuổi Don Quixote, Cảm xúc, Đất nước xa xôi 1996, Kỳ nghỉ ở Seoul, Áo cưới 1997, Chàng trai đáng yêu 1998. Song song sự nghiệp diễn xuất, anh ra mắt nhiều album giá trị như Tình huynh đệ 1999, Vòng cổ ngọc trai, Bí mật 2000, Thiên thần hộ mệnh 2001, Câu chuyện trên đảo, Phẩm chất quý ông.